buồn và vắng lặng. Phần thi song ca của hai thí sinh Lê Minh Tuấn và Nguyễn Thị Trang, số báo danh 38, đơn vị huyện Đức Hòa. Dự thi bài vọng cổ nhịp 32, câu 1, 2, 5, 6 của bài ca Về Trong Nỗi Nhớ, tác giả Nguyễn Minh Tuấn. Thí sinh số báo danh 41 chuẩn bị.